7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Xin chào quý khán giả. Ngày hôm nay, Hoàn Toàn TV đang có mặt tại ngôi chùa Bưng Cờ Chấp Thmây. Và đây là ngôi chùa đang có một chiếc ghe ngò cũng đang chuẩn bị sửa chữa. Thì quý vị có thể thấy phía trước ở đây, đây là chiếc ghe ngò của ngôi chùa nhé. Hiện tại cũng đang sửa chữa để chuẩn bị cho mùa lễ hội Ót Âm Bốc năm 2022 sắp tới đây. Thì ngày hôm nay Hoàn Toàn TV đến đây cũng không có gặp anh em thợ. Chắc có lẽ ngày hôm nay anh em thợ cũng nghỉ, cho nên không có lại tiếp tục làm. Thì chiếc ghe ngò này cũng đang sửa chữa làm thêm cái phần dáng nhảy á quý vị. Đó, bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng quý Hoàn Toàn để xem chiếc ghe ngò này nhé. Đây chiếc cần câu cũng có sơn một màu đen khá là đặc biệt. Đây quý vị, hy vọng năm nay cũng là một cái năm khá là quyết liệt giữa tất cả các đội ghe. Và hiện tại trong khoảng thời gian gần đây tại tỉnh Sóc Trăng, rất là nhiều ghe ngò đang công tác chuẩn bị sửa chữa cũng như là tân trang lại để tham dự một mùa lễ hội cũng như là đầy hấp dẫn, gửi đến quý vị khán giả gần xa để biết đến bộ môn đua ghe ngò ở tại tỉnh Sóc Trăng này nhé. Dạ vâng, thì chiếc ghe ngò đang sửa chữa đây. Vậy là chừa lại phần đáy. Đúng rồi, mình chỉ chừa lại phần nhắn đáy. Rồi cũng thay công, thay bè luôn. Thay bè, thay dán nhảy, làm ghe dài cho thêm chút nữa. Rồi ghe này sửa mấy ngày anh? Từ bắt đầu làm tới giờ khoảng nửa tháng. Ở nửa tháng. Nửa tháng. Thì anh em mình rảnh ngày nào thì vô ngày đó vậy đó, cứ hai ba người mà cứ tiếp nhau làm, thành ra tiến độ hơi lâu. Vậy bữa nay mới bắt đầu lại ha, mấy ngày thấy không có làm. Bữa nay anh em hôm qua mới làm cưa xong dán nhảy nè, bây giờ chặt thứ năm sư cả nó thứ năm nó cho lên dán nhảy. Thì bữa nay anh em mới nghỉ. Vậy là thứ năm bắt đầu và mình lên dán nhảy ha. Ở đây thì nếu theo anh thấy khoảng thời gian bao lâu nữa sẽ hoàn thành hết ha? Nếu mà tiến độ mình làm như vậy thì em nghĩ chắc cỡ 10 tới 15 ngày nữa sẽ xong. Dạ. 10 tới 15 ngày nữa sẽ xong. Nói chung tiến độ làm cũng rất là nhanh ha, để mà cho kịp buổi tập luyện nữa. Thì cũng sắp tới rồi, sắp tới mùa lễ đua ghe ngò rồi. Đi cua dạ. Mình tự vẽ luôn gì à? Đùa ghe này hồi dạ. Ban đầu thợ nào đóng? Ban đầu là thợ tạc cốc đóng á. Tạc cốc Kiên Giang dạ. Đóng. Rồi đóng lâu chưa ghe này? Năm 2014. 2014. Ồ. Vậy là mấy năm mình cũng có thi đấu ghe này ha? 2014 tới giờ là 16 năm. Năm nay chiếc ghe này là 16 năm rồi. Wow. Mình mới tháo ra sửa chữa đó. Dạ. Vậy là từ trước giờ mình cũng vẫn thi đấu bình thường, không có sửa chữa gì. Vẫn tham gia, dạ. Mới năm nay mới sửa chữa. Năm nay mới quyết định sửa. Dạ. Rồi cái này mình sửa đây là thợ ở chùa sửa hay là mình có thuê thợ nào sửa không? Thợ địa phương mình luôn, là còi chính của ghe. Còi, người thổi còi á, là anh Tài á, Tài sửa. Dạ. Cùng với anh em đi tiếp sức vậy đó. Dạ. Vậy là tính ra cái... mẫu kết cấu cũng như là của chiếc ghe thì lấy từ hồi xưa luôn, từ năm 2014 ha, mình chỉ tân trang sửa chữa lại thôi ha. Rồi ở đây thì cũng không có thuê thợ đó, cho nên tự anh Tài, anh là người thổi còi cho ghe ngò ở chùa đây luôn, cho nên anh trực tiếp anh sửa chữa rồi làm mới hết trơn luôn chiếc ghe. Không biết anh Tài là cũng như là nghệ nhân hay gì không ta, anh có làm về chùa chiền gì không ta? Anh Tài á thì lúc trước thì Tài có đi theo anh Vương một thời gian. Dạ. Anh nhân dân Vương mình á. Dạ. Đi theo vài năm rồi sau đó mới về chùa chơi ghe này nè, rồi thổi lên thổi còi bây giờ cũng
ghe sửa chữa thì Tài cũng đứng ra Tài làm luôn. Vậy là nói chung anh cũng rất là giỏi, đi theo một thời gian cũng như học hỏi theo nghệ nhân Danh Vương ha, cho nên bây giờ anh cũng đã biết và tự qua đây và anh tự làm luôn, rất là giỏi luôn quý vị. Rồi vậy là khoảng 15 ngày nữa chiếc ghe ngò sẽ hoàn thành, rồi những cái hoa văn này kia là bắt đầu mình mới sơn bên này kia quẻ luôn ha. Hoa văn mình cũng thợ thì thợ nhà luôn, nói chung là năm nay là chùa chơi tại nhà luôn. Hoa văn vẽ thì do cái nghệ nhân mà làm ghe mini á, nghệ nhân mà Facebook là Hưng Kim á, thì anh sẽ vẽ cho chùa luôn, vẽ miễn phí luôn. Vậy là cái anh đó là cũng như là anh chuyên làm chiếc ghe ngò mini để bán gì đó ha. Đúng rồi. Vậy là ngày hôm cũng như là thời gian sắp tới đây thì anh sẽ quẻ cho ngôi chùa mình ở đây. Và cái mẫu mã cũng như là cái chiếc ghe ngò của mình thì cũng như là sử dụng y cũ hay là có thay đổi gì không ha? Mẫu mã thì mình cũng có thay đổi một số ít. Ví dụ như ghe thì năm rồi thì do mình lâu năm quá, mỗi lần sửa mũi sửa lái mình cứ cắt vô thì thành ra ghe mình hơi ngắn. Năm nay thì thay dáng mới thì làm dài ra, rồi mũi với lái mình cũng hạ xuống chút xíu để hạn chế cái mặt tiếp nước của bụng của ghe. Rồi những cái cần câu này em thấy mình để một bên đây là nữa, là mình sẽ sử dụng cần câu mới không hay là mình sử dụng cái cần câu này luôn? Cần câu này sẽ sử dụng lại. Đây thì cũng như là đang để ra bên ngoài bảo quản trước, thì khi nào xong thì mình lắp lại sử dụng ha. Dạ đúng rồi. Ở đây mình cũng như có cái cần câu phụ hay là gì không ha, chiếc ghe mình? Cần câu mình cần câu này xài năm nay nữa là 4-5 năm rồi. Rồi mình vẫn chưa có cần câu khác. Cũng chưa có sử dụng cái mới. Đúng rồi. Cần câu cũng là tận dụng của những năm cũ để sử dụng lại luôn. Dạ. Nói chung là tất cả đều sử dụng lại, tận dụng được cái gì thì nhà chùa sẽ sử dụng lại cái đó để cùng tham gia theo phong trào đua ghe ngò của tỉnh nhà. Hỏi thêm như ghe mình hồi xưa giờ có thành tích gì mà đáng kể không? Thành tích thì năm được giải ba một năm, nhưng mà hỏi nghe em hơi quên năm nào. Lâu quá. Được. Yeah. Từ đóng tới giờ là được giải ba. Yeah. Giải nhất của huyện. Giải nhất huyện một năm. Yeah. Rồi sau đó thì ghe thì cứ thành tích cao thì không có, nhưng mà cứ lọt tới top 16, nói chung là ghe đi thi đấu là chưa bao giờ bị loại ở vòng bảng. Vậy là ghe mình cũng nằm trong top hạt giống ha. Nói chung là gần đây nhất là năm 2019-20 liên tục là ghe vẫn giữ được top 16. 21 thì dịch mình không bơi. Năm nay thì anh em cũng cố gắng giữ được top 16. Chỉ tiêu đặt ra là như thôi. Hoặc là tốt hơn nữa thì có thể lên top 8 là coi như vô địch rồi. Đây không biết cái các vận động viên chúng ta sẽ luyện tập khoảng bao lâu rồi mình mới đi thi đấu ha? Bây giờ dự kiến là khoảng qua lễ Sen Donta khoảng hai mươi mấy ngày nữa thì bắt đầu tập trung anh em lại tập. Mình tập luyện đó khoảng một tháng không? Mình mới đi thi đấu. Trung bình thì mình tập khoảng một tháng hoặc là một tháng hơn. Vậy là thời gian cũng rất là tốt rồi, khoảng một tháng là để anh em cũng như là đã quen với chiếc ghe cũng như là mái chèo. Thì cái thể lực của anh em sẽ quen và khi thi đấu nó sẽ gọi là ok hơn, cũng như là không có bị đuối hơn. Mà ở đây toàn là anh em ở đây thì cũng là phun sóc của mình thôi đúng không? Anh em địa phương. Nhưng mà ở đây nhà chùa cũng nói chung là tuy không làm chiếc ghe mới nhưng mà rất là giỏi, cái là biết làm tận dụng lại những cái vật dụng cũ để mà làm nên chiếc ghe cho nó tốt hơn hàng ngày. Và nói chung là có sửa chữa có này kia là sẽ chắc chắn là sẽ tốt hơn Dạ rồi thì cũng xin cảm ơn anh rất là nhiều. Nãy giờ thì anh chia sẻ cho mọi người biết anh là cũng như là như thế nào với chiếc ghe, với lại mình cũng là bên vấn luyện viên của ghe ngôi chùa ở đây hay không, sao anh chia sẻ cho biết khán giả biết ha. Em coi phụ của ghe thì cũng nằm trong ban huấn luyện, rồi
tiếp coi bên ghe nè. Dạ. Nói chung anh là cũng là thổi còi và là trong huấn luyện luôn. Dạ. Thôi vậy thôi, hôm nay cũng xin cảm ơn anh rất nhiều ha, đã chia sẻ để cho quý khán giả gần xa ha. À, thì hôm nay Hoàng Toàn đang đi với Thâm Tâm TV cùng thăm chiếc ghe ngò đang sửa chữa và cũng trò chuyện với anh cũng là bên ban huấn luyện viên của ngôi chùa ở đây. Để quý vị thì sẽ tận dụng tối đa những cái gì mà có từ trước của chiếc ghe ngò này, chỉ thay mà quán nhảy này kia, cần câu thì cũng vẫn sử dụng cần câu cũ luôn. Đây để như đây những cái máy chèo là cũng đang đang làm mới để đây nè, chuẩn bị nữa sơn màu sơn gì đó là sẽ hoàn thành nha quý vị. Dàn tập hồi nãy hoàn toàn cũng có quay, dàn tập nó cũng đã cũ kỹ quá rồi. Bây giờ nhà chùa cũng đang sửa ghe xong đi, nó quấy xuống sửa bên đó rồi chuẩn bị cho anh em sẽ tập giờ và chuẩn bị đi thi đấu. Dạ thì thôi bây giờ Hoàn Toàn TV đến đây cũng như ghi thông tin và cũng như hình ảnh bao nhiêu thôi để gửi đến những quý khán giả yêu thích bộ môn đua ghe ngò ha. Thì mọi người cho xin một like, một đăng ký đi để tạo động lực cho Hoàn Toàn có thêm những video chia sẻ về thông tin ghe ngò hay hơn nữa gửi đến quý vị khán giả trong thời gian sắp tới ha. Cũng xin cảm ơn quý khán giả rất nhiều ha, đã theo dõi cái video của Hoàn Toàn TV. Thôi giờ xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, tâm đi. Xin chào cô chú gì các bạn, giờ đây là chiếc ghe ngò của chùa Bưng Cái Chấp Thơ Mây, hiện tại đang sửa chữa. Ghe ngò khoảng 70% thôi ha, chứ không được 90% ha. Là khoảng 70% thay dáng nhảy và thay công. Thay dáng nhảy và thay công. Đây dáng nhảy, trên này là dáng nhảy ha. Đó, trên này là dáng nhảy. Bây giờ chiếc ghe ngò này sửa chữa khoảng cũng cách đây cũng khoảng nửa tháng rồi chú anh chị các bạn. Khoảng nửa tháng rồi. Đây. Chiếc ghe ngò này sửa chữa khoảng nửa tháng, thay dáng nhảy và thay công. Đó. Đây. Rất đẹp ha. Chiếc ngồi nhìn rất đẹp mà xài dáng cũ thì cũng rất là nhiều. Nhiều dáng cũ. Xài dáng mới thì một phần thôi ha. Đó, bên này mình có dịp mình quay review cận cảnh cho cô chú anh chị các bạn xem. Giờ đây thì chỗ người ta cúng thờ. Thì nói chung cái chiếc ghe ngò nào cũng phải có chỗ người ta cúng thờ, giống như người tâm linh người ta phụ người ta ủng hộ cái chiếc ghe ngò, thì chiếc ghe ngò nào cũng phải có hết trơn của chú gì các bạn ha. Đây là thờ tâm linh đó, chỗ người ta cúng ha, trước đầu ghe ngò luôn ha. Thì chiếc ghe ngò này chưa được lớn quá, dáng nhảy xong mới úp ha, úp chắc chai ông mùa lon chắc chai ha. Giờ chiếc ghe ngò này chưa úp. Đó. Đó, đây thì gia đình rất đẹp. Rất đẹp ha. Rồi cũng ghe ngò ở đây cũng đang làm dầm bơi luôn ha. Đó. Đây, đang làm dầm bơi luôn ha. Đây. Cũng đang làm dầm bơi. Đây dầm bơi của chùa Bưng Cái Chấp Thơ Mây. Đang làm ha. Đang làm. Đó, nhìn rất đẹp. Lớn đó ơi. Trời mà anh ba trời mà. Mò ngó luôn nẫn mò mình điện này đâu ơi. Rồi mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Hoàn Toàn TV. Và đây là dàn tập của chùa Bưng Cái Chấp Thơ Mây. Bữa nay thì mình có dịp qua chùa Bưng Cái Chấp Thơ Mây. Mình có dịp qua chùa Bưng Cái Chấp Thơ Mây, mình lại review chiếc ghe ngò chùa Bưng Cái Chấp Thơ Mây đang sửa chữa 90%. Đang sửa chữa 90% rồi bữa nay mình lại mình quay chiếc ghe ngò chùa Bưng Cái Chấp Thơ Mây ha, bon. Chùa Bưng Cái Chấp Thơ Mây giờ đây cái dàn tập của Bưng Cái Chấp Thơ Mây ha, chia sửa ha.
chỉ sửa em. Đó. Đó, đây là dàn tập cũng đã hư hại hết trơn rồi đấy, người nhà chùa chưa sửa chữa lại ha. Đây. À, gãy hết trơn rồi. Chưa tập. Mà lửa nó bôi. Lúc đỏ lỗi. À đây. À rồi vậy là đây dàn tập ha. Để mình vô quay chứ ngồi cho cô chú anh chị các bạn xem.